con cái ống đặt nước siêu tốc nè, chim chống ngập úng hay là khô hạn nè, là bơm cấp tốc rồi con. Đặc biệt chiều cao hoạt động tốt, cái này là từ mặt nước lên tới nhà hỏng ga là khoảng mét rưỡi là hoạt động tốt rồi con. Đây đặc biệt đời này có hai nồng, nồng trong và nồng ngoài. Đây nó mạnh là nhà này nè, hồi xưa là không có nồng này là máy lớn chạy mới nổi, còn là có nồng này là máy nhỏ chạy mạnh được nè. Bà con đặt cái dịch là lạc giữa lồng nhỏ này nha. Nhỏ nhất bên em là 2 tấc 4 2 tấc 3 2 tấc 4. Đây đặc biệt có cánh hướng dòng này sẽ giúp nước đi xa hơn nè, nó không bị chả nước về nè, cái này lợi hại lắm á. Bên em còn có nhỏ nhất là 2 tấc 4, 2 tấc 6 2 tấc 8 3 tấc 3 tấc 2 là mẫu có sẵn nha. Còn kích cỡ lớn hơn con đặt cho phù hợp nha. Còn láp thì có 34 42 49. Nếu nói con mà còn mà sạc máy dầu có nước thì có con nước đưa lên, không có là con khỏi đặt, có tay cầm. Có máy xăng thì có tay cầm thôi. Đây hỏng là nhỏ nhất là 2 tấc 4. Đây nó có hai nồng, cái nồng trong nồng ngoài là lợi hại lắm á. Cả nồng nó nồng cải tiến để cho mình xài máy nhỏ mà dẫn lên nước bình thường. Đó là lợi hại của cái nồng đó bà con. Nó là ống đập nước siêu tốc. Cái tháng khô hạn này nè, đặc biệt này đó bà con, nó đập nước tốt hơn nhất là đập cái cống á, lưu lượng nước rất là mạnh để chống cái vườn trái cây, chống ngập là ngập đồ lộ vô tư luôn, mau cấp tốc luôn. Đây để theo kích cỡ con đặt cho phù hợp nha. Đây nó có bộ dê để con siết ống này nè, ống dài ống thun ống cứng ống mềm thì bà con phù hợp để con xài thôi. Con nằm với nhu cỡ luôn, 08 635 6707, ống đập nước siêu tốc.